Hey, chào mừng bạn đã đến với YouDeep. Chắc hẳn là trong những video lần trước, bạn đã biết cách để mà làm ra một cái game cơ bản rồi. Chúng ta đã đi làm cái game hứng bóng ha, rồi là tìm hiểu về Unity căn bản rồi. Nếu mà bạn chưa xem những video lần trước thì bạn có thể là quay lại xem. Mà nếu mà không xem được thì cũng không sao. Ok, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một cái game mới, đó là Q Runner. Thì cái thể loại runner này thì ở trên store rất là hay làm, và có rất nhiều nhà phát triển game đã phát triển cái thể loại runner này rất là thành công. Hôm nay chúng ta đi làm một cái runner đơn giản thôi để chúng ta có thể là hiểu về cái nguyên lý hoạt động của nó, cũng như là đi thực hành về Unity ha. Ok, thì chúng ta cũng bắt đầu với việc mở Unity lên. Và để trước khi mà chúng ta đi làm game thì chúng ta sẽ chơi thử cái bản game mà chúng ta sẽ làm ha. Ở đây tôi đã làm trước rồi, và chúng ta sẽ chơi thử nó xem là nó như thế nào. Mỗi lần mở lên chờ mất một lúc. Ok, đây là cái game của chúng ta và chúng ta sẽ chơi thử nha. Tôi cho to tiếng một chút này. Khá là dễ đúng không? Đó. Ồ, chết rồi. Chết to rồi. Chơi lại tí nhá. Xem nào. Đó, bạn thấy là nó có một cái thằng gọi là Q này. Chúng ta sẽ phải vượt qua những cái chướng ngại vật bay đến đập vào mặt của chúng ta. Nếu mà nó đập vào mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ chết. Đó. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lập trình cái game này. Thì công việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới. Ở đây tôi đặt tên cái project là Q Runner 2D ha. Tôi chọn là cái tùy chọn là 2D này. Q Runner 2D. Nhấn Create và đợi nó tạo cái project cho chúng ta. Ở trong cái phần này thì chúng ta cũng không làm cái gì quá là phức tạp cả. Chúng ta sẽ chỉ đi thiết lập dữ liệu cho game thôi ha. Ok, trong này thì chúng ta cũng tạo ra các cái folder để chứa dữ liệu ha, tạo trước đi cho nó dễ. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái folder là script chứa code này, sprite chứa hình ảnh này, và không thể thiếu cái thằng prefab để chứa các cái bản lưu của các cái đối tượng game ha. Ở đây chúng ta có thêm một cái folder mới, đó là sound. Các cái tiếng sound mà khi mà cái player nó chết, rồi là nó va chạm, rồi là những cái tiếng nổ vân vân. Người ta gọi là cái đấy là cái effect. Các cái sound để mà tạo ra những cái hiệu ứng tiếng động. Ở đây là có một cái music, có nghĩa là những cái nhạc nền ha.
Ok, ngoài những cái này ra chúng ta còn cái gì không nhỉ? Ok, chắc là hết rồi. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn những cái hình ảnh rồi. Những cái hình ảnh rồi ha. Tôi sẽ để những cái hình ảnh đó để các bạn download. Thì cái link của nó sẽ ở bên dưới cái thằng mô tả video nhé. Bạn cứ vào đấy là bạn sẽ tìm thấy cái link download cái file hình ảnh thôi. Đây. Ở đây chúng ta sẽ kéo cái hình ảnh này vào. Sprite. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ kéo cái thằng Q này lên trên scene này. Kéo thằng này lên scene này. Như bạn thấy là cái thằng này ở đây nó quá là to đi. Thì tôi sẽ chỉnh cái scale của thằng này lại. Chỉnh kích thước của thằng này lại là tầm 0,5 này. Ở 0,5 này. 0,5 này. Ok, nó vẫn to thì chỉnh xuống là 0,4 đi ha. 0,4 này. Xong. Ở đây tôi sẽ add một cái thằng Rigid Body 2D để mà cho nó chịu tác động của các cái định luật vật lý ha, như là ma sát rồi là lực hút. Ở đây thì tôi add một cái collider 2D vào đây ha. Collider 2D ở đây thì cái thằng này thì nó cũng không phải là cái hình hộp này. Nó cũng không phải là hình tròn này. Đối với những cái dạng mà cái hình ảnh nó hơi phức tạp một tí thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thằng collider khác, đó là polygon. Polygon Collider 2D ha, để mà chúng ta xử lý những cái hình ảnh phức tạp đó. Như các bạn thấy là những cái viền màu xanh này nó đã bao quanh hết tất cả những cái góc của cái thằng Q này ha. Bây giờ tôi sẽ chỉnh lại một chút cho nó sát vào một chút ha. Chúng ta chọn Edit Collider và chúng ta sẽ giữ Ctrl nếu mà chúng ta muốn xóa đi bất cứ cái collider nào. Ở đây tôi nhấn Ctrl này, tôi xóa đi cái thằng kia này. À, quay lại một chút cho các bạn nhìn nhé. Edit Collider này, giữ Ctrl này, khi mà giữ Ctrl nó lên cái màu đỏ này, nhấn chuột trái này. Đó, nó sẽ xóa đi ha. Xóa cái collider đi. Tôi sẽ cho nó sát sát vào một chút. Để mà quay lại thì nhấn Ctrl Z ha. Ctrl Z là nó quay lại. Rồi ok, tôi nghĩ như thế này là tạm ổn rồi đấy. Nó không có gì là... Ồ, chỉnh thêm một xíu nữa đi. Nhìn nó chưa ổn lắm. Chỉnh thêm một chút xíu nữa thôi. Cho nó sát những cái góc vào đây. Bạn nhớ là những cái nào mà có bao bọc bởi cái màu xanh thì mới có thể là bắt được va chạm nhé. Còn nếu mà cái màu xanh đấy nó không bao bọc đến thì là cái chỗ đấy là không bắt được va chạm đâu ha. Cho nên là đôi khi chúng ta làm những cái hình ảnh phức tạp thì chúng ta phải edit cái thằng collider này khá là tỉ mẩn ha. Vì là đôi khi là
Nếu mà cái va chạm mà nó bắt sai cái là game của chúng ta nó không hay ngay, nó bị lỗi ngay. Rồi, ok, chúng ta sẽ đặt tên cái thằng này là player. Nhấn nhấn F2 này. Player. Và chúng ta cũng sẽ lưu vào cái file cái folder là prefab. Prefab có player. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái chướng ngại vật của chúng ta lên trên scene này. Chúng ta kéo vào đây này. Lên trên trên scene này. Chúng ta cũng sẽ chỉnh kích thước cho nó nhé. Tại vì nó cũng hơi to ha. Chỉnh kích thước cho cái thằng này. Giảm xuống chắc còn 0,7 đi. Không phải 6 cũng được. Rồi, tôi nghĩ là thế này là ổn đấy. Vì là cái hình dạng của nó cũng khá là phức tạp, cho nên là chúng ta sẽ add cái thằng Polygon Collider 2D vào đây ha. Đầu tiên thì add cái thằng Rigid Body 2D đã. Sau đó là add cái thằng Polygon Collider 2D đó. Thì các bạn nhìn thấy khi mà add cái thằng này là tự động nó sẽ bao bọc những cái để mà bắt va chạm cho chúng ta vào cái hình ảnh này ha. Nếu mà nó mà chưa đúng thì chúng ta phải edit lại một xíu. Nhưng mà nếu mà nó đã đúng rồi thì là chúng ta sẽ không cần. Ở đây thì chúng ta sẽ không cần, tại vì nó đã bao bọc khá là tốt rồi. Ở trong cái thằng Rigid Body 2D này chúng ta chọn là Body Type là cái dạng là Kinematic. Đây, Kinematic đây. Thì cái thằng Kinematic này khi mà chọn thì nó sẽ không bị lực hút trái đất tác dụng ha. Nó không bị cái trọng lực tác dụng. Ở đây chúng ta sẽ nhấn play thử nhé. Đó. Thì là cái thằng player này là cái dạng dynamic ở cái lựa chọn của cái thằng Rigid Body 2D. Còn cái thằng chướng ngại vật của chúng ta thì nó sẽ là kinematic, cho nên là nó sẽ không bị rơi xuống ha. Chúng ta cũng lưu lại chướng ngại vật và cái là folder prefab. Prefab này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái hình vuông này lên trên scene ha, để mà chúng ta làm cái đường đất ở bên dưới cho cái thằng player nó đứng ha. Cái đường đất ở bên dưới ha. Tôi kéo dài cái thằng này ra này. Kéo dài cái chiều ngang của nó ra nhé. Sau đó thì tôi cũng sẽ kéo dài cái chiều dọc của nó ra. Tôi chọn cái vào cái là tool để mà chúng ta di chuyển thì chúng ta sẽ kéo cái mũi tên này xuống bên dưới. Cho cái đường đất này xuống bên dưới ha. Rồi. Ở đây tôi sẽ add cho nó một cái box collider 2D vì là nó là một cái hình hộp. Nó không có cái định dạng nào phức tạp cả, cho nên là chọn hình hộp ha. Đó. Bây giờ tôi nhấn play này. Oh. Ủa? Sao cái thằng player của chúng ta lại đi xuyên qua được cái đường của chúng ta nhỉ? Ở đây tôi sẽ add nhầm là cái box collider là dành cho 3D. Ở đây là 2D thì là box collider 2D, 2D. Đó. Nhấn play thử ha. Rồi. Đó. Như các bạn thấy là cái thằng player nó đã bị đổ ha. Thì muốn
sửa cái lỗi đó thì chúng ta sẽ chọn thằng player này. Chúng ta sẽ click vào cái tùy chọn là constraint ở cái thằng read body 2D ha, click vào đây. Thì là nó sẽ sổ xuống là có những cái tùy chọn khác, đó là freeze position, có nghĩa là giữ cho cái đối tượng game đó sẽ không có thể là xoay theo cái chiều nào hết. Ở đây thì tôi sẽ giữ cho cái đối tượng game của chúng ta không xoay ở cái trục Z ha. Trục Z này không xoay ha. Thì là nó sẽ có thể là không bị đổ nữa. Đó, không bị đổ nữa này. Rồi, đó là về cái thằng player. Tôi nhấn apply để là lưu lại ha. Tới cái thằng chướng ngại vật. Ở đây như các bạn thấy là cái chướng ngại vật của chúng ta nó lại nằm trên cái nền màu trắng, nó rất là củ chuối đúng không? Ở đây chúng ta muốn muốn giả như là cái chướng ngại vật này cắm xuống dưới đất đi. Cắm xuống dưới đất thì cái thằng chướng ngại vật này phải nằm ở đằng sau, ở đằng sau cái nền màu trắng này, ở đằng sau cái nền đất này. Thì là ở đây bạn chú ý tới cái thành phần là sprite render này. Ở trong cái thằng sprite render này nó có cái thằng sorting layer này là để sắp xếp các cái layer của những cái đối tượng game. Chúng ta cũng có thể hiểu là giống như là chúng ta sắp xếp các cái lá bài ấy, những cái lá bài nào mà ở trên cùng thì là nó sẽ được mắt ta nhìn thấy, còn những cái lá bài nào càng về bên dưới thì mắt chúng ta sẽ không thể là nhìn thấy được. Cũng tương tự như vậy, nó cũng tương tự như là cái layer ấy. Thì có nghĩa là cái order in layer này càng lớn thì là nó càng có thể là nhìn rõ hơn bởi mắt người chơi hơn. Còn cái order layer này càng nhỏ thì là nó sẽ càng không thể được mắt người chơi nhìn thấy nữa nhé. Ở đây tôi để cái thằng nền màu trắng này sẽ có order layer là 1 này. Đó. Thì như các bạn thấy là cái thằng chướng ngại vật của tôi nó đã nằm dưới cái nền màu trắng rồi. Nó giống như là chúng ta cắm cái chướng ngại vật đó xuống đất ấy. Ở đây chúng ta sẽ đặt tên thằng này là ground nhé. Ground này. Ground. Ở đây đặt tên nó là ground 1 đi. Tí nữa chúng ta có thêm một cái ground nữa. Ở đây tôi đổi cái màu của cái thằng ground này sang màu đen ha. Sang màu đen cho nó cùng màu ha. Rồi. Đó, chúng ta nhìn thấy cái chướng ngại vật của chúng ta như là được cắm xuống đất luôn. Nó giả giả là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ nhấn Ctrl D để copy một cái thằng ground nữa. Và chúng ta sẽ bỏ cái thằng box collider 2D ở trong cái thằng ground copy này đi. Bỏ đi ha. Rồi, chúng ta đặt lại tên cho cái thằng này là ground 2. Và chúng ta sẽ đổi màu cái thằng ground 2 này là thành màu hơi nâu nâu đi. Màu hơi nâu nâu tối tối đi. Để mà nó giả cái vùng bên dưới đất ha. Bên dưới cái đường ha. Màu màu nâu tối tối nè. Chúng ta sẽ kéo xuống một chút.
Đó, nhưng bạn thấy là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng như này. Nó giống như là cái thằng player của chúng ta nó đang ở trên đường ha. Ở dưới này nó có một cái màu đất này. Chúng ta chạy thử. Ok, khi mà chạy thì nó lại mất đi cái thằng ground 2 này. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại cái shorting layer nhé. Shorting layer của chúng ta, cái thằng ground 1 này thì vẫn là order in layer là một. Cái thằng ground 2 này là mình sẽ tăng lên là 2 để mà nó nằm nằm trên cái thằng ground 1 nhé. Nó nằm trên cái thằng ground 1 này. Cái order layer này càng lớn thì nó lại càng nằm trên. Nó giống như là cái những cái lá bài mà xếp chồng lên nhau ấy. Bạn cứ hình dung như vậy. Cứ hình dung cái order layer này nó giống như là những cái lá bài xếp chồng lên nhau ấy. Ở đây là nhớ là cái order layer, cái shorting layer này nó chỉ hoạt động khi mà cái đối tượng game của chúng ta cùng nằm trên một layer nhé. Ở đây là những cái đối tượng game của chúng ta cùng nằm trên một cái layer là default này, default này. Không biết là false hay là faux này. Default này. Đấy, default này. Cùng nằm trên một cái thằng là default này thì là cái order in layer này nó mới hoạt động nhá. Còn nếu mà khác layer này, ví dụ cái thằng shorting layer này là ở default, rồi là cái thằng ground này là shorting layer ở một cái layer khác, thì cái order in layer này nó sẽ không có tác dụng gì luôn. Rồi, chúng ta chạy thử nào. Đó, như bạn thấy là nó đã work rồi. Ở đây như chúng ta thấy là cái thằng player của chúng ta và cái đất nền ấy, thôi cứ tạm gọi là cái đất nền đi. Cái đất nền với cái thằng player nó có một cái khoảng cách rất nhỏ, bạn có để ý không? Nó có một cái khoảng cách rất là nhỏ đấy. Thì là ở đây là chúng ta sẽ fix cái việc đấy bằng cách là chúng ta sẽ chỉnh lại cái collider của cái thằng player. Chỉnh lại cái collider một chút ha. Nháy đúp vào để phóng to lên. Rồi, tôi chỉnh lại này, edit này. Rồi, bây giờ chúng ta thử ha. Đó, như vậy bạn thấy là cái khoảng cách giữa cái đất và cái thằng player này nó đã khít nhau rồi đúng không? Rồi, video của chúng ta chỉ đến đây là dừng lại thôi. Nếu mà bạn thấy video này hay, thấy nó hữu ích thì hãy like hay là chia sẻ để ủng hộ động lực cho team YouTube nha. Hy vọng là còn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!